ý làm vợ anh không? Em đồng ý. Đừng có đồng ý. Gì kỳ vậy? Ý anh là em yêu thằng Thanh nó 5 năm rồi, bây giờ nó cầu hôn thì phải từ từ chứ, phải chảnh chẽ lên chứ không thôi mình đồng ý liền nó kêu mình dễ dãi sao? Hiểu không? Ý anh là vậy đó. Ê, gọi cho chú rể rồi, đang trên đường tới. Tôi tới rồi nè. Chào chú rể. Ủa? Không phải, tôi đi ăn đám cưới thằng bạn thân, nó cũng làm ở đây. Ủa, ông đi đám cưới ở đây hả? Ủa chứ không phải hôm nay là đám cưới của ông với lại Liễu sao? Gì? Làm gì có chuyện đó. Đáp đó rồi, đi đâu rồi hả? Đi. Đã nói là không đi, đi mà. Buông tôi ra đi. Em có sao không? Ủa, tôi... Mày đánh nhau à? Đừng mà anh. Bỏ ra. Đừng mà. Ông làm gì vậy? Buông ra. Ông làm gì vậy mẹ tôi? Tuấn á, không phải đâu con. Mọi người tôi... nhìn đi. Thằng này, nó đánh tôi. Nó còn ôm vợ tôi. Tuấn, dìu mẹ ra xe. Tôi tưởng là Ngọc bị người ta bắt nạt, chứ nếu tôi biết đó là chồng của Ngọc, tôi không để bị đánh như vậy. Nhìn ông kia, không khác gì một thằng sở khanh. Bỏ người vợ tao khang, 5 năm trời yêu ông, đi coi lại vợ cũ. Liệu theo đuổi ông cũng 5 năm, ông không hề từ chối. Bây giờ người ta gần 30 tuổi rồi, ông phải có trách nhiệm với tuổi thanh xuân người ta chứ. Nhưng mà hai ông cũng biết tôi không có ý định kết hôn với bất kỳ ai khác nữa. Cái gì? Là giỡn chơi hả? Tôi với Liễu thậm chí còn chưa bắt đầu thì lấy gì gọi là giỡn chơi? Chưa bắt đầu. Anh Thanh, tình yêu mà em dành cho anh suốt hơn 5 năm qua, tất cả những gì mà em đã cố gắng, anh không thể đáp lại cho em hả anh Thanh? Anh không thể nào quen bất kỳ người nào khác, anh không thể nào gắn bó cuộc đời mình với bất kỳ ai khác nữa. Ngoài câu nói này ra, anh không còn câu nào khác dành cho em. Bạn bè, đồng nghiệp và tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến cảnh anh bỏ rơi em. Anh hài lòng chưa? Cái gì mà lễ cầu hôn, siêu mỹ nữ, siêu nam thần cái gì nữa? Em đừng có làm những cái chuyện vô nghĩa như thế này nữa. Em không ngờ anh lại là người vô tình như vậy. Em ghét anh, em hận anh. Liễu! Anh tặng em cái món quà kỷ niệm bất ngờ quá. Đàn ông mà, đâu có ai mà không sai lầm đâu em. Coi như là anh bị cám dỗ đi. Em tha thứ cho anh nha Xuân. Tha thứ hả? Ẩu rồi. Em gái, bình tĩnh. Chuyện bên kia bạn em tự giải quyết được, không nên như vậy. Em ghét nhất là ngoại tình. Anh biết, nhưng mà... Vậy mà bây giờ anh lại ngoại tình. Anh xin lỗi. Thôi, chị làm gì mà cứng nhắc quá vậy? Đàn ông á chán cơm thèm phở. Anh Cường á, anh đẹp như vậy, nếu chị không xài nữa thì chị cho em đi. Đúng. Xin đi. Chị chẳng những cho em xin, chị còn cho em đem về nhà nuôi nấng, thờ phụng ổng nữa đó. Sẵn đây, tôi thông báo cho hai người được biết, bạn của tôi bây giờ đã có bạn trai mới rồi. Vừa đẹp trai, cao to, có sự nghiệp, chứ không phải cái loại tốt mạ rã đám như vậy đâu. Bà nói vậy quá. Xuân, bà nói đi. Bà nói là bạn trai của bà vừa cầu hôn bà đi. Nói đi. Nói. Chứ không phải quê quá rồi bịa chuyện ra cho đỡ quê chứ gì. Ganh tị quá rồi bịa là chuyện tôi. Đúng không? Là chồng sắp cưới của cô ấy. Anh Cường, anh giữ lại chút kỷ niệm đẹp giữa tôi với anh đi. Không phải nói chia tay là chia tay được. Cậu buông tay cô ấy ra. Cũng sắp tới giờ rồi, tụi mình đi chọn váy cưới đi. Đừng để cậu ta làm gì.
Anh đứng lại đó cho tôi. Anh, nè anh, nè anh. Đừng buông tay ra, giúp tôi thêm xíu nữa, miễn là anh ta không đuổi theo tôi. Được. Cảm ơn chú. Tôi không muốn giúp người không biết quý mạng sống của mình đâu. Chú tính làm gì vậy? Cô đang nghĩ gì vậy? Trả tôi cái nón bảo hiểm. Không cần cảm ơn đâu. Ngọc, nói cho anh biết đi, có chuyện gì? Thật ra thì cô là người đã có chồng có con, còn định gian với người yêu của tôi nữa hả? Liễu, em nói cái gì vậy? Anh phải luôn hạnh phúc. Ngốc, em buông anh ra. Anh quên cô ta đã bỏ anh cách đây 17 năm hả? Đã vậy còn vội đi lấy chồng, trong khi mới vừa ly hôn với anh. Anh quên rồi hả? Buông ra đi Liễu. Anh đi với em. Đi đâu? Đăng ký kết hôn. Anh đã nói với em rồi, anh không muốn đàn bộ cuộc đời mình với bất kỳ ai khác nữa. Anh xin lỗi. Anh Thanh. Nè, em biết là anh nói như vậy thôi, nhưng mà trong lòng của anh luôn luôn có em. Em sẽ không để anh thoát khỏi tay em đâu. Em có thể suy nghĩ lại chuyện của chúng ta không? Trong một năm, lịch công tác của anh hết 350 ngày rồi. Cái em cần ở đây là một mái ấm gia đình đây nè, sự quan tâm chăm sóc và ở bên cạnh em, chia sẻ với em. Anh không làm được những điều đó đúng không? Thôi mình dừng lại đi, em mệt rồi. Ơ à, hả? Em là cô gái hôm qua. Anh coi như là không quen tôi đi. À, thì cũng đâu có quen đâu. Anh xin được tự giới thiệu, anh là Hải. Đang buồn đúng không? Cứ nói ra hết đi, cho nhẹ lòng. Em đang cần người giải tỏa những nỗi buồn. Cứ coi anh là thùng rác, trút hết vô đây. Tôi đâu thích làm bạn với thùng rác. Chê. Bực mình hết sức. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Ủa? Sao lại là cô? Lại là chú hả? Bộ cứ làm gì sai xin lỗi là xong sao? Nhưng mà tôi sao? Cảm ơn. Ê, tôi đâu có đưa cho ông đâu. 17 năm xa em là 17 năm anh cô đơn nhất. Anh muốn sửa sai, anh muốn xây lại ngôi nhà của anh và em.